Mitsubishi Shipliner đạt doanh số 25.000 xe sau hơn một năm về Việt Nam. Sau hơn một năm ra mắt thị trường Việt Nam, Mitsubishi Shipliner nhập khẩu nguyên chiếc về phân phối đã đạt doanh số 25.000 xe, chiếm 10% tổng số Shipliner bán ra trên toàn cầu. Theo Mitsubishi, sau 3 năm được giới thiệu, tổng số xe MPV Shipliner bán ra trên toàn cầu đạt 251.064 chiếc tính đến tháng 3 năm 2020. Trong đó, thị trường Việt Nam chiếm 10% doanh số dù chỉ mới ra mắt hơn một năm. Đây cũng là mẫu xe luôn nằm trong top 10 mẫu xe bán chạy nhất tại Đông Nam Á năm 2018 và 2019 tại Indonesia. Shipliner được xem là mẫu xe thành công nhất trong năm 2018 khi đạt được 9 giải thưởng đến từ các tạp chí về xe uy tín, lọt vào top đầu doanh số trong nhiều tháng liên tiếp tại Philippines trong năm 2019. Shipliner cũng giành được giải thưởng Model of the Year mẫu xe của năm và Best Design mẫu xe có thiết kế xuất sắc nhất cho hạng mục xe MPV. Dòng xe đa dụng 7 chỗ ngồi có thể chuyển đổi giữa việc chở người và chở hàng hóa. Bước sang năm 2020, Mitsubishi Shipliner tiếp tục đạt giải thưởng The Best Small MPV MPV cỡ nhỏ tốt nhất năm 2020 do tổ chức Automotive Award Indonesia bình chọn và đánh giá. Đây là lần thứ hai Shipliner nhận được giải thưởng này tại thị trường Indonesia. Tại Việt Nam, Shipliner phân phối dưới dạng nhập khẩu đã nhận được sự đón nhận của 25.000 khách hàng nhờ thiết kế Dynamic Shield bắt mắt, nội thất rộng rãi và khả năng tiết kiệm nhiên liệu, cùng với giá bán từ 550 triệu đến 650 triệu đồng, thấp hơn khá nhiều so với các đối thủ và tạo được sức hút đối với người tiêu dùng trong phân khúc MPV. Đây cũng là mẫu xe bán chạy nhất trong phân khúc MPV trong năm 2019 tại thị trường Việt Nam, với doanh số bán hơn 20.000 xe, nhiều hơn 7.900 xe so với đối thủ Toyota Innova ở vị trí thứ hai. Có những tháng 10 và tháng 11 năm 2019, Shipliner đạt doanh số hơn 2.600 xe, vượt xa doanh số 2.300 xe của ông Vu Doanh số là Toyota Vios và vươn lên dẫn đầu toàn thị trường ô tô Việt Nam. Để tri ân khách hàng nhân dịp Shipliner đạt doanh số bán hàng 25.000 xe, Mitsubishi Motors Việt Nam dành tặng một voucher thay dầu miễn phí cho tất cả khách hàng đang sở hữu xe này. Với các khách hàng mua Shipliner mới trong tháng 5 sẽ nhận được quà tặng bảo hiểm vật chất tương đương 9 triệu đồng.